con giáp sinh vào 3 giờ này là con trời cháu Phật, được thần Phật che chở độ mạng, cả đời gặp nhiều may mắn, giàu có, bình an. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, như chúng ta đã biết, Đức Phật luôn bao dung, che chở cho tất cả chúng sinh. Nhưng đối với một số người hữu duyên, người sẽ đặc biệt che chở. Những người này thường được hưởng cuộc đời may mắn, hạnh phúc và giàu có. Chúng ta đã biết, cuộc sống thì luôn tồn tại những cái bất trắc không thể ngờ tới được. Thường thì mỗi khi gặp khó khăn, chúng ta lại thường khấn xin thần Phật che chở để được tai qua nạn khỏi. Nếu một người có những cái giờ sinh đặc biệt vào những giờ này thì chứng tỏ rất có duyên với Phật, được thần yêu Phật mến che chở độ mạng, giúp cả đời gặp nhiều may mắn và bình an. Thưa quý vị, vậy thì đó là những cái giờ sinh nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, đầu tiên là những người may mắn được thần Phật che chở độ mạng đầu tiên, đó chính là người sinh vào 4 đến 6 giờ sáng. Thưa quý vị, những người sinh từ 4 đến 6 giờ sáng là tiếp người thân thiện, biết cách giữ hòa khí với mọi người xung quanh. Họ luôn thành thật với tất cả mọi người. Trong cuộc sống thì họ luôn tích cực và nỗ lực phấn đấu để đạt được cái mục tiêu của mình. Mỗi khi mà làm bất cứ cái việc gì thì họ đều đứng trên cái góc độ của mọi người để mà suy nghĩ, không bao giờ chỉ quan tâm đến cái lợi ích riêng của bản thân mình. Ngay từ khi nhỏ thì những người sinh vào cái thời điểm này đã bộc lộ là những người khá là mê tiền. Càng lớn, họ lại càng hiểu được cái tầm quan trọng của đồng tiền và luôn tìm cách để cải thiện cái cuộc sống của mình cũng như là gì của những người thân trong gia đình. Thế nhưng họ không bất chấp tất cả để làm giàu, không có lợi dụng hay là cướp đoạt bất cứ cái tài sản của ai. Thay vào đó, những người này luôn tâm niệm phải đạt được mọi thứ bằng chính cái đôi tay của mình. Cứ như vậy, tiền tài mới được bền vững và thuộc về bản thân của họ. Họ rất là tử tế, thích làm những cái việc thiện và sẵn lòng ra tay giúp đỡ những người khác khó khăn hơn mình. Chính cái thái độ cao đẹp này giúp cho họ được thần Phật phù hộ độ mạng, ban phước lành để cái vận trình ngày càng được sung túc, cuộc sống thì vô lo vô nghĩ. Muốn gì thì được nấy, sự nghiệp thì phát triển vô hạn, tương lai thì sáng lạn, thành công nối tiếp thành công. Cho dù thời trẻ họ có phải bắt đầu mọi thứ từ con số 0, thì những con giáp này cũng sẽ nhanh chóng đạt được những cái điều mà mình muốn. Chẳng những làm giàu cho bản thân, những người sinh vào cái thời điểm này còn đem về cái tài lộc và cái phước lành cho những người thân ruột thịt của mình. Nếu mà bản mệnh một lòng thành tâm hướng Phật, phúc khí sẽ bao bọc lại càng nhiều hơn, cuộc sống thì ngày càng thêm viên mãn. Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp sinh từ 4 đến 6 giờ sáng nhé. Cái giờ sinh thứ hai được thần Phật che chở độ mạng, đó là từ 2 giờ đến 3 giờ 30 chiều. Thưa quý vị, những người mà sinh vào cái khoảng thời gian từ 2 giờ đến 3 giờ 30 phút buổi chiều là những người có lòng can đảm, trí tuệ minh mẫn và cực kỳ là tinh tế. Họ làm việc thì luôn giữ được cái sự ổn trọng, gọn gàng và hoàn thành tới nơi tới chốn mọi việc. Những người sinh vào cái thời điểm này luôn là những người thân thiện, thẳng thắn và thành thật với mọi người. Tuyệt đối họ không vòng vo. Chỉ với những cái phẩm chất tuyệt vời này cũng khiến họ luôn nhận được cái sự tôn trọng và đánh giá cao của những người xung quanh. Chính nhờ vậy mà thần Phật luôn quan tâm, che chở, đời đời là cái điều dễ hiểu. Mọi điều cũng tốt lành cũng sẽ đến với họ. Tài vận thì hanh thông, phú quý giàu sang nó bủa vây. Vận trình thì mưa thuận gió hòa. Nói chung ấy, của cái thì dồi dào, sự thịnh vượng thì không ngừng gia tăng. Một lần nữa xin được chúc mừng những người sinh vào từ 2 giờ đến 3 giờ 30 phút buổi chiều nhé. Giờ sinh thứ 3 là từ 9 giờ đến 11 giờ tối. Quý vị thân mến, những người mà sinh vào trong khoảng thời gian từ 9 đến 11 giờ tối thường được coi là cái nhân vật nổi bật trong đám đông. Tính tình cứng rắn, quyết đoán, lại không ngại khó khăn, gian khổ, luôn biết lắng nghe hết mình và họ sẽ không sợ mệt mỏi để cống hiến cho cuộc sống ngày càng thêm tốt đẹp hơn. Vận trình cả cuộc đời dù có khó khăn đến đâu ấy thì cũng có những cái bước ngoặt thuận lợi ngay sau đó, bởi cuộc đời họ đã định sẵn như là được thần Phật độ mạng suốt đời. Mong ước nào thì cũng thành, một đời sống trong cảnh bình an, hiếm khi gặp tai ương và hoạn nạn. Từ thời nhỏ thì cái vận thế của họ rất là tốt đó. Tốt hơn những người khác, là cái ngôi sao may mắn trong cả gia đình. Họ ở trong nhà
thì mọi thành viên đều nhận được cái sự che chở vô tận của thần Phật. Chất lượng cuộc sống thì ngày cũng được cải thiện hơn rất nhiều. Ngoài ra, họ cũng không vì cái cuộc đời may mắn từ khi sinh ra mà lười biếng hay là ỷ lại. Họ vẫn chăm chỉ làm ăn để giữ được những cái lợi thế sẵn có. Thật may mắn khi trời không phụ lòng những người cố gắng. Họ phát triển rất là tốt, cái vận may của họ cũng sẽ không ngừng vọ gõ cửa. Tiền bạc thì dồi dào, đại phú, đại quý, đại cát, đại lợi. Nếu những người sinh vào thời điểm này có thể rèn luyện cho bản thân cái sự nhẫn nại, chờ thời tới khi thời cơ thích hợp nó xuất hiện, thì cuộc đời của họ lại càng thêm hanh thông, cả đời có được cái phúc khí tài lộc đó và được quý nhân theo sát bên cạnh ủng hộ. Thưa quý vị, đó là những cái giờ sinh âm lịch mang lại cái may mắn tài lộc cho gia chủ. Và để mang theo cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì quý vị cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân. Tùy theo từng con giáp mà cũng sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân nó cũng khác nhau. Với những người tuổi Thân Tí Thìn thì sẽ sử dụng cái vòng tam hợp Thân Tí Thìn tam hợp thủy cục. Với những người tuổi Dần Ngọ Tuất thì sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Dần Ngọ Tuất tam hợp hỏa cục. Với những người tuổi Tỵ Dậu Sửu thì sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Tỵ Dậu Sửu tam hợp kim cục. Với những người tuổi Hợi Mão Mùi thì sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi tam hợp thủy cục. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho quý vị nhé. Thưa quý vị, thì bên cạnh cái giờ sinh cát lành thì chúng ta cũng có những cái ngày sinh đó. Những ngày sinh nó cũng sẽ quyết định cái sự may mắn và cái sự thành công của quý vị. Ngay sau đây Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày sinh mà là ngày của trời của Phật, đúng không ạ? Được gọi là gì? Con trời cháu Phật. Nếu mà sinh vào đúng những ngày này thì quý vị sẽ có được cái may mắn, phúc khí nó kéo đến dồi dào, tài lộc thì bủa vây, nó được hanh thông thuận lợi trong công việc, thành công thì cứ nối tiếp thành công. Vậy thì đó là những ngày sinh nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày sinh may mắn đầu tiên là ngày mùng 1 và ngày mùng 5 âm lịch. Thưa quý vị, các chuyên gia tử vi tâm linh học cũng có dự báo những người sinh vào ngày mùng 1 và mùng 5 âm lịch không chỉ có tính tình lương thiện mà còn rất nhiệt tình. Họ là những người sống lạc quan, biết cách lan tỏa cái niềm vui và cái tích cực của mình cho các mọi người xung quanh. Chính vì cái điều này đã giúp họ trở thành những người có cái số được thần Phật che chở, trời sinh đã có vận phú quý giàu sang. Hơn nữa, những người sinh vào một trong hai ngày âm lịch này là những người làm việc gì cũng rất có kế hoạch, có tài lãnh đạo xuất chúng, biết rằng mình cần phải làm gì để phát triển tốt nhất trong cuộc sống. Họ sở hữu những cái tố chất như vậy, họ sẽ luôn được quý nhân phù trợ. Cuộc sống thì không thiếu của cải, tiền bạc tiêu pha thì dư giả, hạnh phúc thì ngày càng được viên mãn. Cái sự che chở của thần Phật cũng mang đến cho những con giáp này ấy, nói chung ấy, cái sự phù hộ độ trì để tai qua nạn khỏi, vượt muôn sóng gió và biến nguy thành an. Khi còn trẻ họ có thể gặp phải những khó khăn, những trắc trở, nhưng càng về cái hậu vận thì khó khăn cũng sẽ được hóa giải. Khó khăn thời trẻ cũng như là một cái kiếp nạn cần phải có của cuộc đời, giúp họ lớn hơn, thành công hơn trong cuộc sống cũng như là trong công việc. Để rồi sau khi vượt qua được thì cuộc đời của họ nói chung ấy sẽ gì bước sang một cái trang mới đầy vẻ vang và rực rỡ, thịnh vượng mãi về sau này. Đó là ngày sinh đầu tiên là mùng 1 và mùng 5. Tiếp theo, ngày sinh là con của thần Phật, đúng không ạ? Ngày sinh thứ hai là ngày mùng 10 và ngày 18 âm lịch. Thưa quý vị, những người sinh vào ngày mùng 10 và ngày 18 âm lịch thì được trời phú cho cái sự trung thực, lương thiện, không bao giờ lợi dụng người khác. Thấy ai gặp khó khăn thì cũng sẽ đưa tay ra giúp đỡ. Dù lúc đó hoàn cảnh của bản thân cũng không khấm khá hơn là bao, thì họ vẫn gì không một chút nề hà ra tay giúp đỡ đối phương. Họ luôn mang cái tấm lòng nhân hậu, rộng lượng để đối đãi với những người khác, nên cũng sẽ nhận lại được những cái điều tốt đẹp tương tự. Cuộc đời của họ thì thường gặp được những cái mối nhân duyên tốt đẹp, quý nhân thì luôn song hành. Về sau thì kết hôn cũng được đúng người, đúng thời điểm, nên là cuộc sống cũng được hạnh phúc viên mãn đến cuối cuộc đời. Thái độ sống cao đẹp cũng giúp cho những người sinh vào cái thời điểm này được hưởng cái cuộc sống sung sướng, nhận được cái sự yêu thương và phù hộ của thần Phật. Trời sinh họ là những người may mắn kể bên, nên làm gì cũng sẽ được thuận lợi, mưu sự thì dễ thành, công thành danh toại. Dù ở lứa tuổi nào thì tài lộc đều rất thịnh vượng, hôn nhân thì viên mãn. Nếu biết tu trí, tích đức, hành thiện thì họ sẽ càng ngày càng thành đạt, đặc biệt là thành đạt từ cái thời rất còn trẻ. Đó.
Thứ ba là những người sinh vào ngày 25 âm lịch. Thưa quý vị, những người mà sinh vào ngày 25 âm lịch, không phân biệt nam hay là nữ, thì đều có con đường tài lộc thịnh vượng vô cùng. Theo các chuyên gia tử vi tâm linh học cũng dự báo, những người sinh vào cái thời điểm này có số phận vô cùng là may mắn, dễ dàng gặt hái được rất nhiều cái thành công. Tính cách hào sảng, thẳng thắn và hết mình vì bạn bè, vì người thân, giúp họ có nhiều cái mối quan hệ tốt đẹp. Nhờ thế mà họ luôn được những người xung quanh giúp đỡ một cách tận tình và chu đáo. Thì đây cũng là cái điều mà giúp họ cả đời không thiếu quý nhân tương trợ. Hễ mà lâm vào cái nghịch cảnh ấy, là lập tức có người đứng ra chỉ đường dẫn lối, dìu dắt các bạn vượt qua những khó khăn, những sóng gió. Đặc biệt ở họ còn có sự chu đáo, cẩn thận, nên là rất được mọi người tin tưởng. Họ chính là những người được thần Phật gia trì cho suốt cuộc đời. Của cái thì tiêu hoài không hết, cứ hết rồi lại có, cả đời không có muộn phiền, gia đình thì hưng vượng, vô bệnh tật, vô ô lo, tha hồ mà hưởng phúc khí trọn đời. Họ được ví như là phúc tinh của gia đình ngay từ khi còn bé, vì luôn mang lại những cái phúc lộc cho cả gia đình, đó, giúp cả nhà phất lên như diều gặp gió. Đó là ngày sinh thứ ba. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái ngày sinh cũng như là cái giờ sinh được thần Phật che chở độ mạng. Quý vị hãy comment những ngày tháng năm sinh của mình ở bên dưới để biết là mình có may mắn hay không. Và các bạn nếu mà ai mà may mắn sinh vào những giờ trên thì cũng hãy gì comment những cái thành quả của mình đã đạt được trong cuộc sống từ trước đến nay nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.